Hello, chào cả nhà mình nha. Này, đây, mẹ Nga đang rửa rau nha. Mọi người nha, hôm nay thì nhà Nga làm bún đậu mắm tôm mọi người. Bây giờ nè, bếp của Nga nó cũng đã nóng rồi, bây giờ Nga sẽ để đậu hũ vào nha. Đây, đây là đậu hũ của mình. Rồi bên đây là cái nồi thịt của mình nha mọi người. Đây, cái nồi thịt của mình mới bắt bếp lên thôi. Mình sẽ đợi cho nó chín nha. Đây, đây là đậu hũ chiên. Mình sẽ chiên cho thật giòn nha. Còn bên đây là cà nè mọi người. Nga mua cà pháo mà không có nên Nga mua cà. Cái cà này cô bán nói là cà phổi mọi người. Đó, Nga mua cà phổi luôn. Để một hồi chấm với lại mắm tôm ăn rất là ngon luôn. Rồi đây nè mọi người, mình mới vừa chiên xong cái tàu hũ này mọi người. Đó, chiên dạng bốn mặt luôn nè mọi người. Và xúc xích nữa nè. Rồi bây giờ Nga sẽ vớt ra nha. Bên đây thì cái thịt lục của mình cũng đã sôi rồi nè mọi người. Đó, mình coi nó chín mình sẽ vớt ra và cắt nha. Thịt đó cũng ngon ha mẹ. Nhìn lát thịt rất là ngon luôn. Giòn. Vừa có mỡ vừa có nạc rất là mềm luôn. Nóng nè. Cái mâm bún đậu của mình sắp xong rồi nè mọi người. Rồi bây giờ Nga sẽ tiến hành làm nước chấm nha mọi người. Làm mắm tôm nè. Đây, đây là cái chảo dầu của Nga chuẩn bị để phiên tỏi cho thơm để mà làm nước chấm mắm tôm. Nguyên liệu của Nga nè. Đây là hạnh nhà Nga mới hái nè. Tỏi banh nè. Đây là sa tế nè. Không thể thiếu đó là mắm tôm nè. Sa tế nhà Nga có hũ nè mọi người. Nhưng mà hồi sáng Nga ăn phở nó còn nè. Nga mua phở mà có nè. Cho nên Nga sẽ sử dụng cái sa tế ở ngoài trước nha. Không có để cái hũ lại rồi. Có đường và bột ngọt nữa. Bây giờ Nga sẽ tiến hành nấu nha. Rồi mình dùng phi tỏi nha mọi người. Phi tỏi cho nó thơm lên nè. Bây giờ Nga sẽ để mắm tôm vào nha. Rồi Nga đã cui ra sẵn rồi. Thơm quá mọi người. Có cần bỏ thêm miếng nước không ta? Bỏ thêm chút cốt chanh đây, chút cốt tắc để bạn xáo xuống nước. Nói cốt tắc nha, cốt tắc cũng lạnh rồi nha. Thôi vậy, thôi, chút thêm thì bỏ vô hũ. Rồi bây giờ nha, sẽ chén thưởng thức nha, mình thưởng thức nha.
mọi người nha. Hôm nay Nga và mẹ sẽ ăn mẹt bún đậu mắm tôm nè. Bún đậu mắm tôm ngày hôm nay rất là hấp dẫn luôn mọi người. Nguyên một cái mẹt hộp to đùng luôn nè, đầy đủ nguyên liệu hết luôn. Có thịt bắp giò luộc, xúc xích chiên và hủ chiên và chả, rau và có cả cà nữa mọi người, chấm với lại mắm tôm. Nhưng mà tất cả mọi người cùng thưởng thức dùng với lại Nga và mẹ nha. Chị và các bạn nha. Rồi ăn đi mẹ. Đây là cái mẹt bún đậu mắm tôm lần đầu tiên hai mẹ con của Nga làm đó mọi người. Ăn thử coi có thành công không nha. Mẹ để cái ly xúc lại. Mẹ để thêm ớt không? Thôi Nga sẽ để vài lát ớt vô nữa mọi người. Rau đầy đủ. Với tôm cùng với cá, xà lách, dưa leo. Cái gì lá này là giáp cá là... Cảm ơn lớp. Đây miếng thịt rất là ngon mọi người. Thịt bắp giò. Tôm hủ. Hủ hay riêng đi, rồi mình chấm ăn riêng đi, hồi phút. Rồi nha mời tất cả mọi người nha. Mình cầm mình ăn luôn nha mọi người. Ăn bắp cho nó thoải mái. Mời tất cả mọi người nha. Một chút chút rồi. Cố vậy chút. Quên nữa. Có ăn dưa leo với chả cá nè bên đây. Chả cá chút ăn rồi. Có cái nào xin giới mọi người, nó thơm lắm. Rất là ngon luôn. Cái tôm. Cái nước chấm mắm tôm này làm cũng rất là ngon mọi người. Chấm rất là vừa ăn, rất là ngon luôn. Lần đầu làm như vậy là thành công mỹ mãn rồi mọi người. Ngon. Sao có mặn thì thêm được. Ngon quá mọi người ơi. Phải nói là ngon xuất sắc luôn mọi người. Lâu lắm rồi Nga thèm ăn bún đậu mắm tôm mà được ăn. Ngày mới làm ăn cho khá luôn á. Ăn cho thỏa thích luôn. Đậm đường luôn. Đậu hủ mọi người. Dạ quá mọi người. Cà nha mọi người. Nó mua cà pháo mà không có mọi người. Nó mua đỡ cái cà này. Đi mấy chỗ luôn chỉ có cà này thôi. Cái lá quế trong này. Lá bơ, lá bơ nó phức bên kia. Nha rất là thích ăn cà pháo mắm tôm mọi người. Có chả nha mọi người. Chỗ Nga thì không có ai bán chả cốt đâu mọi người, cho nên mua chả cá ăn đỡ. Chả rất là thơm ngon luôn. Rất là tuyệt vời. Chỉ có chỗ này bằng chả cá không? Có cái bà thủ không? Em sao mẹ? Ăn nghe ngon không? Nhận xét hả? Ngon. Trời ơi, con ruộng cái bu vô này nổi. Giò đó mọi người, nên ăn nó không có ngán. Cái thịt đùi á nó ngán. Bánh giò em không ngán. Khá tương giới là mình để nhiều nhiều vô em rất là thơm ngon. Chị tôm nữa. Uống rất là đặc biệt luôn. Quên. Để xúc xích vô chưa ta? Vô chưa? Thêm một bát xúc xích nữa. Cho nó đầy đủ hương vị luôn. Rồi, nghe mời tất cả mọi người nha. Đã quá mọi người. Ủa, cũng ngon. Quá tuyệt vời luôn.
quên đưa rau à. Đưa rau khoảng 5 phút quên. Bữa nay ăn là đã thèm luôn mọi người. Nguyên một cái mẹt chà bá lửa luôn. Ý thịt luôn. À hồi. Cái thúng. Cái bà hủ hồi nãy nha chiên á. Nó rất là giòn luôn nhưng mà mình nhớt để ra cũng hơi lâu rồi mọi người. Cầm cầm cái giòn giòn nhiều lắm. Cái món này có thời gian hơn bánh tráng thì mình còn phải ăn chiên tàu hủ nữa, chiên tàu hủ chiên xúc xích. Không, nó không được giòn hơn cà pháo. Pháo nó sẽ cứng giòn hơn mọi người. Nhưng mà cà này ăn nó cũng nghe rất là ngọt không? Nghe ngọt. Nghe cái cà nó rất là ngọt. Ngọt hơn cà pháo. Mình đã ngâm tắt nè, với lại muối lại cho nên nó không có còn cái độ hăng nữa mọi người. Lại nó giữ cái độ tươi xanh đó, nó không có bị đen mọi người. Nước chấm á nó có bị cay cay the the. Rất là ngon. Càng ngon quá hết. Càng ngon ghê. Hôm nay mình làm cái món này đặc biệt hấp dẫn quá mọi người ơi. Nhưng mà
mà ba của Nga thì giơ tay đầu hàng. Ba của Nga không có ăn mắm. Có gì ăn chứ có gì ăn. Không là không là. Không là. Chào con của Quỳnh Leo bạn. Ở phút bên đây mất. Bên đây rất là giòn ngon. Video clip tại đây nha. Nga và mẹ sẽ ăn thêm sau nha. Rồi bây giờ Nga và mẹ xin nói lời chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nha. Mọi người xem video clip nhớ bấm like, share và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Nga để Nga có tinh thần động lực làm thêm nhiều video mới hấp dẫn và hay hơn nha. Rồi Nga mến chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Tạm biệt anh chị và các bạn nha.